Xin chào tất cả các chị em. Đây là một khóa học hoàn toàn miễn phí về đất video từ cơ bản đến nâng cao trên cấp kết PC hay còn gọi là cấp kết trên máy tính. Và các anh chị, các bạn không chỉ nhận được những cái lý thuyết sâu mà nó còn tập hợp những cái kỹ năng, kinh nghiệm, thủ thuật để tôi đóng gói nó lại thành một khóa học. Và nó phù hợp với ai? Phù hợp với những người bán hàng, những bạn sáng tạo nội dung, làm content kiếm tiền online trên TikTok, Facebook, YouTube. Và chúng ta cùng đi vào bài học đầu tiên nào. Rồi, cái bài đầu tiên này mình xin hướng dẫn các bạn tải cấp kết trên máy tính nha các bạn. Thì có rất nhiều phần mềm edit video, ví dụ như là Premiere, DaVinci Resolve, Final Cut. Tuy nhiên á, để mà xài miễn phí và người mới á, thì các bạn nên xài cấp kết VC là tiện nhất ha. Thì bây giờ mình sẽ lên trên web này, mình gõ là cấp kết .com. Thì nó sẽ ra được một trang web, các bạn click vào đây. Bây giờ bạn chỉ có việc là bạn xài cái bản nào, nó có hai cái bản, bạn đang xài miễn phí cũng được, bạn tải về cũng được, không cần đăng nhập luôn cũng được, trước sau đăng nhập sau cũng được ha. Dùng trực tuyến hoặc là tải cho về cho Win, chờ nó xíu nó sẽ tải về nha các bạn. Còn cái bản trực tuyến ấy, thì nó sẽ cho bạn xài trên web. Ok, trong quá trình nó tải về này thì mình sẽ nói một vài cái điểm ở đây. Đầu tiên ấy, cái bài này ấy, thì vì sao lại xài cấp kết thì nó là cấu hình nó nhẹ lắm. Máy tính bạn không cần phải cấu hình mạnh đâu, và nó thân thiện với người mới đó, và nó cho xài miễn phí nữa. Thì có bao nhiêu phiên bản, ví dụ như phiên bản trên điện thoại ấy, thì các bạn cũng có xài rồi ha. Phiên bản trên điện thoại thì nó bình thường, tại vì cái dữ liệu dung lượng lưu trữ của nó nhỏ và cái tiết diện edit ấy, mình nhìn và quan sát không hết được đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn về cái bản trên máy tính. Thì bản trên máy tính nó có hai bản là bản chung và bản quốc tế. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bản quốc tế nha. Bản chung thì tiếng Trung nó rườm rà và nó nhiều khi nhiều bạn không biết sử dụng. Còn cái bản quốc tế thì nó có bản trên website và bản tải về. Thì bản tải về vẫn có thể dùng online tại vì nếu mà bạn cắt mạng đi ấy, những cái tư liệu trên cấp kết nó đau, nó không cho bạn đau đâu, nên là bạn phải liên tục cắm mạng vào. Rồi, thì bản tải về nó có bản Pro và bản miễn phí. Thì bây giờ mình người mới thì mình có thể là xài miễn phí. Bạn chỉ cần đăng nhập miễn phí và mình sẽ nói về cái giao diện bên ngoài ở trong cái bài này. Thì bây giờ mình sẽ có cái phần nhấn đất vào để bắt đầu này. Khi bạn tự tải và tự cài thì nó sẽ cài vào ha. Ok, bây giờ mình có cái bản chia sẻ trực tuyến này. Thì mình có cái phần chỉnh sửa online như khi nãy mình nói đó. Thì bạn chỉ có việc là đăng nhập bằng tài khoản Google, TikTok gì đó cũng được ha. Và bạn chỉnh sửa trực tiếp trên đây luôn. Bạn có thể là không đăng nhập, bỏ qua này. Đó, và bạn tải lên. Thì cái này nó có ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm là sao? Bạn không cần tải về. Nhưng nhược điểm là sao? Nhược điểm là nó cần cái tốc độ mạng ổn định. Và bạn làm trên online, bạn phải tải video lên, nó bị lag hơn. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái phần download của mình, xem tới đâu rồi ha. Thì bạn chỉ cần cài đặt vào là xong thôi. Rồi khi bạn tải về thì bạn có cái file thế này, bạn double vào hoặc là lít chuột phải chọn Run Administrator nha. Thì nó sẽ có cái phần này, bạn mở lên, tích vào chấp nhận và install. Thì nó lập tức nó sẽ tải về và nó cài về cho bạn thôi. Start now. Start now. Và nó sẽ test cái environment. Rồi bạn confirm là nó sẽ hoạt động. Ok, sau đó nó mở lên giao diện thế này ha các bạn ha. Thì bạn có thể lít vào cái logo này này để đăng nhập. Hoặc là không đăng nhập, bạn xài miễn phí trước đã cũng được ha. Đăng nhập thì nó có là xài miễn phí bằng cái mail hoặc là cái Facebook, TikTok gì đó, tùy bạn chọn tài khoản nha. Khi bạn new project ấy, thì nó sẽ có giao diện thế này. Thì tạm thời bài này mình chưa nói về cái giao diện bên trong nha, mình nói về cái giao diện bên ngoài trước. Bên đây là phần lưu tài khoản của bạn, bên đây là nó sẽ cho bạn update, cập nhật lên này. Đây, ví dụ như version 2.8 này, bạn set for update thì nó có cái version mới thì bạn cài vào. Bây giờ nó có cái bản 2.9.0 bản beta thì mình không có cài. Rồi, bên đây là nó click những cái video bạn đã edit. Đó, mình đã edit rất nhiều video trên đây. Và bạn có thể là cho nó thành cái click cũng được, hoặc là cho nó show ra theo dạng icon. Rồi, bây giờ trong đây nó sẽ có bốn cái phần bạn lưu ý. Ví dụ như cái phần này, mình có một cái click vào dấu ba chấm thì nó sẽ có bốn phần. Thì bạn có thể là delete cái project này đi, hoặc là WK nó lên. Khi bạn WK lên để bạn chỉnh sửa cho nó dễ thì bạn đổi tên nó lại. Ví dụ như là bạn rename nó lại thành file sửa nè. Đó, như vậy thì nó sẽ không có bị nhầm lẫn. Đó, mình sẽ có được cái file sửa. Hoặc là cái phần WK này lên á, để nó nhân lên, nhân đôi thôi. Thì mình sẽ có cái file backup ra nha các bạn. Đó, hoặc mình không muốn thì mình xóa nó đi này. Ok, vậy là xong. Đây là bài số 1 nha. Bài số 2 mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái mẹo và thủ thuật sâu bên trong và giao diện cơ bản trong cái phần cấp kết PC này. Vâng, đó là nội dung trong video ngày hôm nay. Và nếu bạn thấy video này hay, đừng quên subscribe, share và subscribe, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.